Bộ Công an nói luật an ninh mạng thông qua hồi tháng 6 không kiểm soát và không làm lộ thông tin công dân, cũng như không cấm người dân truy cập các trang mạng xã hội. Thông tin làm rõ này được đăng trên website của Bộ dưới hình thức hỏi đáp trực tuyến, giữa lúc có những lo ngại luật này sẽ theo dõi hoạt động công dân trên mạng và quyền riêng tư của người dùng không được bảo đảm. Bộ khẳng định chỉ khi phục vụ điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, luật này mới yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nếu lạm dụng làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ nói trong phần trả lời câu hỏi. Luật an ninh mạng không cấm người dân truy cập Facebook, Google, YouTube và người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước, Bộ Công an nói thêm. Tuy nhiên, Bộ cảnh cáo người nào sử dụng những mạng xã hội trên hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Luật an ninh mạng được ban hành hồi tháng 6, bất chấp những phản đối của người dân và lo ngại của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Họ lập luận nó sẽ là công cụ để nhà cầm quyền thắt chặt hơn nữa tự do ngôn luận trên mạng. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.